Thì hôm nay chúng ta sẽ quay một cái chỗ trốn bí mật ở trong Cardship Tycoon. Thì đây là mùa Halloween, nó update khá là hay vì cái race này này, cái cuộc đua này có cuộc đua mới là cuộc đua ở trên hồ. Và ở trên hồ thì nó có một cái chậu của bà phù thủy ấy. Cái chậu như kiểu cái chậu của pha thuốc độc của bà phù thủy ấy. Thì tôi đã vào ở bên trong cái chậu đấy thì đi ra chỗ chậu đấy thôi. Sau tôi sẽ chỉ các bạn cách để vào trong cái chậu đấy. Giờ cái chậu nó đang đổ đổ cái nước độc hay là nước gì đấy nó xuống ấy, vẽ minh họa nhìn khá là đẹp. Đây, tôi đi qua cái này ạ. Đây con Lamborghini Tejo Millennial mới vừa mới update vào trong Cardship Tycoon và tôi đã thu được hết rồi, thu được tất cả cái này rồi. Đấy, qua đi. Đấy thì đây này, ở ngay cái đằng đây này, đấy ra cái đằng từ 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 nói ra cái đằng này, xong rồi đi vào trong này. Ở đó rồi, bạn nhỏ. Đấy thì đi lên trên cái như kiểu cái nước tụ độc này này, xong rồi đứng khi mà cái đầu của các bạn nó kiểu nó gần gần được bao phủ rồi thì spam một cái xe ra đây, và các bạn đã ở bên trong cái thuốc bí mật đây. Tôi sẽ đi ra đấy, thì ở bên trong nó là như này này. Đấy, ai ai mà làm được thì bảo tôi nhé. Đấy. Đấy, vào được bên trong của cái này nhưng tiếc là không không đi ra được đằng này. Tại vì làm nó đấy, cái xe tôi nó cứ nhảy nhảy bên trên kia. Tại nó bị nó có cái bức tường vô hình hay là nó có cái gì. Đấy, nó cứ tôi đang đi trên không này. Đấy. Spam xe trong này vẫn được nhá. Là đi thì không không chắc, đi thì nhưng mà trốn rất là hay luôn. Đây là một chỗ trốn rất rất đỉnh. Và đây ở bên này nó cũng chặn luôn rồi, thế mình không ra được, mình chỉ reset counter được thôi. Hoặc là đấy, ok, mình vẫn ra được nhá, mình vẫn ra được đằng ngoài này đấy. Và các bạn làm lại này, vào trong cái chậu này này. Đấy, xong rồi phải đi đến cái đoạn nào mà nó đấy, nó thoi thoi cái đầu này lên, hoặc là đi lên thêm nữa. Xong rồi spam con này ra, spam nạp được, nó vẫn sẽ hiệu quả hết. Hoặc là thỉnh thoảng nó sẽ bị như này, thỉnh thoảng nó sẽ spam xe bình thường ấy. Nên là khá là khó em tìm cái đoạn nào nó bớt bớt ấy. Này, đoạn này là không được này, đoạn nào phải có cái nước ấy, còn đoạn này là đoạn trên rồi. Đi cái đoạn mà nó ngập cái đầu ấy. Đây, đoạn này. Spam đây. Đấy, thế là vào được bên trong rồi. Khá là nghi. Hiện ra cái này tôi không biết đâu. Tôi chỉ đi chúng tôi để muốn spam cái này để đi ở trên đấy thôi. Ai ngờ vào được cả bên trong này luôn. Ok. Đấy, bây giờ thì thoát ra thì các bạn chỉ cần spam lại ra đằng ngoài là được. Đây tôi đi ra ngay đây. Đấy. Đấy, ok, đi ra được ngoài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhá. Bây giờ xin chào tạm biệt.